Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây bên cạnh linh cữu của cha cố cha giáo Ignacio là tất cả những anh em thuộc tu viện Đa Minh Ba Chuông cùng với quý ban hành giáo, quý thân hữu, anh em trong tu viện Thánh Mắt Thánh Vinh Sơn Liêm cùng với các em thỉnh sinh ở cộng đoàn Đa Minh Tam Hà, hai cộng đoàn rất thiết thân với lại cha cố Ignacio. Khởi đầu sau những năm 80, cha cố ở tu viện Đa Minh Tam Hà, rồi những ngày cuối đời trước khi về nhà hưu, ngài cũng ở với anh em trong cộng đoàn Đa Minh Ba Chuông. Chúng con quy tụ nơi đây cầu nguyện đặc biệt cho cha cố Ignacio, xin Chúa thương sớm cho cha cố về hưởng tôn nhan Chúa. Anh chị em thân mến, trước khi cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng hồi tâm sám hối, xin Chúa thứ tha tội lỗi chúng ta đã trót phạm. Chúng tùng và tôn vinh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng ở cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con, vì cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy cha, công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con biết cha, và những người này cũng biết rằng cha đã sai con. Con đã cho tỏ cho họ biết danh cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Này con đến để thực thi ý Ngài. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời châm ngôn mà cha Ignacio chọn cho đời tu và linh mục của mình, cũng là lời về Đức Giêsu mà Thánh Phaolô nói về Đức Giêsu trong bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta biết nguồn gốc tất cả những nỗi khốn khổ của trần gian là khởi đầu từ cái tội bất tuân của Adam và Eva. Và rồi trải qua năm tháng thì đó cũng là cái sự động đà, động đảnh của dân Israel đối với lề luật của Thiên Chúa. Dù Thiên Chúa rất nhiều lần thể hiện tình yêu qua những lời giao ước với Noe, giao ước với Abraham, giao ước với Môi-se, nhưng mà dân vẫn cứ phản bội và vi phạm và coi luật của họ còn lớn hơn luật của Thiên Chúa. Thế nên Đức Kitô để chữa lành cái căn bệnh của trần gian đó, thì Đức Kitô đến trong trần gian đã làm ngược hẳn lại, đó là thể hiện sự hoàn toàn vâng phục ý của Cha trên trời. Ở một nơi khác ta biết Thánh Phaolô ngài nói: Ngày xưa bởi tội bất tuân của một người mà tội lỗi đã đi vào trong trần gian, nay nhờ sự vâng phục của một người mà ân sủng được ban trào tràn hơn nữa. Và như vậy Đức Giêsu ngay từ đầu đi vào trần gian, như trong thư Philippe đã viết: Ngài phận là Thiên Chúa nhưng không nghĩ mình phải đòi ngang hàng với Thiên Chúa, nên đã từ bỏ tất cả
để mặc lấy thân con người trở nên giống phàm nhân, cuộc đời chẳng khác chi người thế. Thế nên ngay khi vào trong trần gian, Ngài đã thể hiện một sự vâng lời đầu tiên đối với mệnh lệnh của Thiên Chúa để thực hiện cái tình yêu của Đấng. Không có tình yêu nào sẵn sàng hy sinh chính con một của mình. Đức Giêsu Thiên Chúa đã yêu thương đến nỗi ban chính con một của mình để ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu độ. Và đó cũng là điều theo chúng ta thấy Đức Giêsu rất nhiều lần lặp đi lặp lại trong hành trình rao giảng của Ngài. Lương thực của đời tôi là thi hành ý muốn của Cha tôi. Chỗ khác thì Ngài nói rằng ý của Cha tôi là gì? Là tất cả những ai Ngài trao ban thì tôi không để mất ai cả, nhưng ban cho họ được sự sống đời đời. Và cũng chính vì vậy lời kinh chủ yếu mà Ngài dạy chúng ta là kinh lạy Cha. Thì cái lời kinh tóm của tất cả kinh lạy Cha chính là câu: xin cho ý Cha được thể hiện, xin vâng ý Cha dưới đất bằng trên đời vậy. Cũng chính thế Đức Giêsu Ngài khẳng định rằng anh em không phải cứ cầu nguyện lạy Chúa được vào nước trời đâu, nhưng mà thi hành ý của Cha trên trời. Hay một nơi khác nữa thì Ngài khẳng định rằng ai là anh em, ai là cha mẹ tôi, đó là người thi hành ý của Cha trên trời. Và như vậy cả hành trình của cuộc đời của Đức Giêsu là thể hiện cái sự tuân phục đấy. Còn một cái chén ta gọi là phép rửa mà Chúa Cha trao và Thầy luôn hướng về giờ đó, cũng chính là cái chết giờ can vê của Ngài. Và chính vì vậy Ngài mới kêu mời tất cả những ai theo Ngài là đi trên cùng một hành trình ấy, hành trình của con đường vâng phục. Nhất là đỉnh cao khi Ngài đối diện với cái chết ở trong vườn cây dầu, Ngài đã thốt lên lời cầu nguyện: lạy Cha, nếu được cất cho con chén này, nhưng đừng theo ý con mà theo ý Cha. Và như vậy thì cách thể hiện lớn lao nhất sự vâng phục với Thiên Chúa Cha chính là đón nhận để trở thành hiến lễ đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Thánh Phaolô cũng trong thư Do Thái đoạn 5 thì Ngài viết như vậy: Ngài phận là Thiên Chúa nhưng mang lấy quế phàm trần để học biết thế nào là vâng phục, và nhờ đó có thể trở nên ơn cứu độ cho muôn người. Và nhờ thế Ngài mới trở thành vị Thượng Tế đời đời đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Và chúng ta có thể nói cuộc đời của cha Ignacio là cả một cuộc đời vâng theo ý Chúa. Ngài sinh ra ở vùng Bích Du, lớn lên khoảng cỡ 10 tuổi thì đã bắt đầu vào sống trong nhà xứ với cha. Rồi sau đó thì ở trường đệ tử Hải Dương. Hồi bấy giờ cũng đang cái giai đoạn chiến tranh nên cũng đã phải di tản một giai đoạn qua Ba Đông. Và rồi cùng với một số anh em được cha Chính Thập, bây giờ là cha Côn Đê, là nhận làm gọi là nghĩa tử. Thì cả mấy vị đều cùng đi năm tập một năm qua Hồng Kông. Có mấy vị có lẽ anh em lớn tuổi còn nhớ, đó là cha Đỗ Đình Hoan, đó là cha Nguyễn Doãn Quang, cha Nguyễn Ngọc Rao nhà mình. Và còn hai người nữa thì sau đó thì không có làm linh mục. Và trải qua cả một cái thời gian và thời sinh viên của mình ở bên Hồng Kông, xa nhà, không có người thân. Rồi đến sau này, đến ngày chịu chức năm 1958 tại Hồng Kông, cũng không có bất cứ thân nhân nào từ Việt Nam qua cả. Và có một cái bí mật mà tôi nghe trực tiếp nơi Ngài kể. Ngay cái chuyện Ngài học Kinh Thánh là sự vâng phục với bề trên. Và Ngài kể rằng hai anh em, Ngài cùng với cha ra cha Đỗ Đình Hoan, thì cha Hoan là muốn học về Kinh Thánh, còn cha Rao thì lại thích học về giáo luật, nhưng bề trên lại chỉ ngược lại. Và rồi sau cùng Ngài nói, chia sẻ như một lời khẳng định, sự vâng phục luôn luôn đem lại giá trị lớn lao nhất. Và quả nhiên Ngài đã thành công rất sớm. Cách đây đúng 20 năm, tôi với cha Hữu Cường với lại cha Sĩ đi qua Canada, qua bên Tây Ban Nha, thì cũng cảm thấy tự hào lây khi nhiều cha già hơn mình khoảng cỡ chục tuổi khoe rằng hồi đó tôi là học sinh của cha Ignacio Rao đây. Và đúng là khi Ngài tốt nghiệp, Ngài trở về là giáo sư tại Tây Ban Nha và đương nhiên dạy bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sau đó thì về bên Philippines dạy bằng tiếng Anh. Và đến năm 67 khi tịnh dòng thành lập thì vâng lời bề trên cũng lại là hai chữ vâng lời. Trở về Việt Nam ở tại Học viện Đa Minh Thủ Đức. Và giai đoạn này Ngài là một cha giáo của anh em sinh viên. Những cha giáo sinh viên của thời đó là từ thời cỡ như Đức Cha Hợp xuống đến thời của cha Thịnh, cha Nhân Nhất thì như cũng còn là thời cha giáo đó. Đến năm 72 thì mới bắt đầu chuyển sang cha giáo Đoàn Thiệu. Thế rồi cuộc đời của Ngài vẫn là gắn bó với lại cái sứ vụ của giảng dạy đó. Ngài rất kiên trì trong công việc nghiên cứu. Ngài tham gia nhóm phục vụ giờ kinh và như cha Tịnh Ngài khen. Ai chứ cha Cố Ignacio là hoàn toàn an tâm, bất cứ bài nào giao cho Ngài, Ngài đều soạn kỹ ở nhà trước đến nơi để có thể đưa cho anh em văn bản để có thể trao đổi. Và chúng tôi sống ở Ba Chuông thì cũng thấy Ngài thường dậy rất sớm, khoảng cỡ 3:30 là đã bắt đầu gõ mấy chữ để soạn bài rồi, kể cả khi đã về cao tuổi. Rồi lại phải ghi nhận một cái nét nữa của đời Ngài là Ngài cũng tránh để làm phiền cho anh em. Cách đây cũng khoảng cỡ hơn 10 năm, lúc đó Ngài cũng gần 80 tuổi. Nhưng khi Ngài xách nước từ dưới lên trên, mấy anh em sinh viên lại định dành để xách dùm. Ngài bảo không, đi qua một bên đi, tôi còn xách được. Dĩ nhiên đến một lúc nào không xách được nữa thì mới phải nhờ đến anh em. Và phải ghi nhận rằng cha Cố trong cái giai đoạn mà hơi bị đãng trí thời gian cuối cùng, thì các cái suy tư của Ngài nó cũng rất giản đơn. Cứ buổi sáng rồi khi cũng hỏi, không biết này sáng nay mình ăn sáng chưa, sáng giờ mình có làm lễ chưa, có dự lễ đầy đủ chưa. Ta thấy cái tinh thần đạo đức và luôn luôn muốn kết hiệp với Đức Kitô của Ngài đó. Và ở đây ta thấy được cái lời mà Đức Giêsu nói. Thực ra thì ở trong Thánh Vịnh đó cũng là Thánh Phaolô dựa trên Thánh Vịnh đoạn 40: như sách đã chép về tôi, và hy sinh lễ vật Chúa chẳng ưa, nên con liền thưa, này đây con đến để thực thi ý Ngài. Và Đức Giêsu đến, và ý muốn của Chúa Cha là tất cả những ai tin vào Ngài thì không để ai hư mất. Nên chúng ta có thể tin tưởng rằng ngày hôm nay Ngài cũng đã được đoàn tụ với Đấng trong lời nguyện hiến tế: xin Cha ban cho những kẻ Cha ban cho con, thì con ở đâu chúng cũng được ở đấy với con, để được chiêm ngưỡng vinh quang của Cha đã ban cho con. Và đó cũng là ý muốn của Đức Kitô. Rồi gì nữa, lời sách khôn ngoan trong bài đọc 1 gợi cho chúng ta cái hình ảnh mà chúng ta thấy Ngài cũng có một chút thử thách vào những giai đoạn cuối cùng, vào những năm tháng cuối cùng với bệnh tật ở trên giường bệnh. Và đúng là hình ảnh của sách khôn ngoan nói đến có những người sẽ phải trải qua những hình khổ, những cực hình để có thể được coi như vàng được thử lửa, để được chấp nhận như của lễ toàn thiêu. Và giờ đây Ngài sẽ chiếu tỏ như ánh sáng, ánh lửa qua bụi lau. Và cũng có một chuyện hơi riêng tư một tí. Cách đây đúng 25 năm, năm 1999, khi đó trong cái đám tang bà cố của tôi, tức là cũng vào tháng 3 năm 99, thì cha Ignacio giảng lễ ngày hôm đó. Hôm đó thì Ngài nói về cái mầu nhiệm của hạt lúa và vinh quang. Nhưng rồi cái đoạn cuối, và tôi thấy đó là một cái sự khá giống và để mình có thể tin tưởng về tâm sự của cha Cố trên giường bệnh. Khi bà Cố nói về, cha Cố nói về bà Cố của tôi, bà Cố Maria, là những năm cuối đời nằm liệt ở trên giường bệnh cũng chính là đóng đinh thân mình vào thập giá của Đức Kitô, để giờ đây có quyền tin tưởng là sẽ được cuộc phục sinh với Ngài. Và tôi nghĩ đó cũng là điều mà tâm sự của Ngài trong những giai đoạn cuối cùng, kể tất cả mọi chuyện đều phải nhờ vả vào người khác, nhưng lại được kết hiệp mật thiết với thập giá của Đức Kitô, để chúng ta có thể tin rằng giờ phút này Ngài đã hưởng vinh quang trên trời với Chúa. Xin Ngài trước nhan Chúa chuyển cầu cho tất cả chúng con, rồi tất cả mỗi người chúng con cũng theo gương Ngài, theo gương Đức Kitô, để luôn thưa vâng với Thiên Chúa trong cuộc sống. Amen.